Cô chào tất cả các con. Tiết trước chúng ta đã được học bài tập đọc tặng cháu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con tập chép bài thơ này nhé. Chính tả tặng cháu. Đây là bài thơ tặng cháu. Các con chú ý nghe cô đọc. Tặng cháu. Vở này ta tặng cháu yêu ta. Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là. Mong cháu ra công mà học tập. Mai sau cháu giúp nước non nhà Hồ Chí Minh. Con đọc lại. Đây là bài thơ Bác Hồ viết tặng các cháu thiếu nhi, gồm tựa bài, bốn dòng thơ và tên tác giả. Nội dung bài thơ là tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Các con lưu ý, trong bài thơ có các tiếng từ các con dễ bị viết sai. Cô cùng các con tìm và luyện viết để khắc phục nhé. Tặng cháu. Trong dòng thơ đầu tiên này, các con lưu ý cho cô từ tặng cháu. Và trong dòng thơ cuối cùng, các con lưu ý tiếng giúp và từ nước non. Chúng ta sẽ cùng đi luyện viết các từ này. Trong từ tặng cháu, tiếng tặng có âm tờ đứng trước, phần ăn đứng sau và thanh nặng đặt dưới âm má. Các con chú ý phần ăn có âm ngờ cuối. Tiếng cháu âm chờ đứng trước, vần au đứng sau và thanh sắc đặt trên âm ma. Các con chú ý cho cô vần au. Giúp âm di đứng trước, vần úp đứng sau và thanh sắc trên âm u. Các con chú ý cho cô vần úp là âm cuối pờ. Nước non. Trong tiếng nước âm n đứng trước, vần ước đứng sau. Con chú ý vị trí là dấu thanh là trên âm mơ. Tiếng nước non âm nở đứng trước, vần on đứng sau. Con chú ý cho cô vần ước và vần on nhé. Bây giờ các con hãy luyện viết các tiếng từ khó này vào vở. À, các con đã luyện viết được rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con tập chép bài thơ này nhé. Trước khi viết, các con chú ý cho cô cách cầm bút và tư thế ngồi ngay ngắn, tránh cong vẹo cột sống và ngồi viết ở nơi đầy đủ ánh sáng để mắt không bị cận thị nhé. Đây là một bài viết hoàn chỉnh, cô giới thiệu các con. Trong tuần này chúng ta bắt đầu viết sang cỡ chữ nhỏ. Nên các con lưu ý cho cô là các con viết cẩn thận này để chúng ta viết đúng được độ cao, độ rộng của các con chữ. Và đây là một bài thơ nên cách trình bày khác với bài tập chép trường em mà chúng ta đã được học. Ở độ đầu mỗi dòng thơ này và tên của tác giả thì cô khuyến khích các con viết chữ hoa. Nhưng nếu các con không viết được thì chúng ta viết chữ thường nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết từng dòng. Con lưu ý cho cô, thứ, ngày, tháng, năm, chúng ta sẽ lùi vào một ô để chúng ta viết. Sau đó chúng ta lùi vào 6 ô để viết chính tả. Đối với bài thơ thì nên chúng ta sẽ không kẻ đường kẻ lỗi giống như bài trước. Chúng ta sẽ trình bày sao cho cân đối. Cô nhìn đây. Hôm nay chúng ta viết bài tặng cháu. Đây, các con sẽ lùi cho cô một ô ghi lỗi. Và tính từ lề vào 6 ô chúng ta sẽ ghi tên bài ngày hôm nay. Tặng cháu. Đối với dòng thơ đầu tiên, bởi vì đây là dòng thơ có 7 chữ, nên chúng ta sẽ lùi cho cô 3 ô để làm sao khi chúng ta trình bày sẽ nằm ở vị trí chính giữa trang cho đẹp nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con viết như sau.
chúng ta lưu ý khi chúng ta viết, chúng ta sẽ viết thành từng từng từ và cụm từ để tránh bị bỏ sót hoặc là sai. Đối với dòng thơ đầu tiên, chúng ta sẽ ghi vở này ta tặng. Sau đó chúng ta sẽ viết tiếp cụm từ tiếp theo. Cháu yêu ta. Khi viết hết dòng thơ này thì chúng ta sẽ xuống dòng để chúng ta viết dòng thơ thứ hai. Các con lưu ý ở đây, đầu các dòng thơ này chúng ta sẽ viết thẳng với nhau nhé. Dòng thứ hai, chúng ta sẽ ghi tỏ chút. Các con vẫn hùi cho cô ba ô, viết thẳng với dòng trên. Tiếp theo chúng ta sẽ viết lòng yêu cháu. Gọi là viết hết dòng thơ này, chúng ta lại xuống dòng để chúng ta viết dòng thơ thứ ba. Dòng thơ thứ ba chúng ta vẫn lùi cho cô ba ô nhé. Mong cháu ra công mà học tập. Còn viết hết dòng thơ thứ ba, chúng ta sẽ tiếp tục viết sang dòng thơ thứ tư. Các con vẫn lùi cho cô ba ô. Chúng ta viết mai sau cháu giúp nước non nhà. Khi viết xong dòng thơ cuối cùng này, chúng ta nhớ chấm hết bài thơ giúp cô. Tên tác giả trình bày làm sao cho cân đối thì chúng ta sẽ đếm lùi cho cô từ lê vào 8 ô để chúng ta ghi Hồ Chí Minh. Và sau khi chúng ta viết xong bài thơ này rồi thì chúng ta sẽ lấy bút chì và thước kẻ hết bài cho cô nhé. Sau khi chúng ta viết xong bài thơ, bây giờ cô sẽ đọc lại để chúng ta soát lỗi. Và nếu có lỗi sai nào thì chúng ta sẽ lấy bút chì và thước gạch chân dưới lỗi sai và các con sẽ sửa lại lỗi sai vào phía trước mỗi dòng thơ này nhé. Thứ, ngày, tháng, năm. Chính tả tặng cháu. Vở này ta tặng cháu yêu ta. Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là mong cháu ra công mà học tập. Mai sau cháu giúp nước non nhà. Có nhớ chấm Hồ Chí Minh. Vậy là chúng ta vừa hoàn chỉnh xong bài viết của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang làm các bài tập nhé. Bài tập đầu tiên, điền chữ N hay L. Các con hãy quan sát các bức tranh của cô để chúng ta làm bài thật chính xác nhé. Bức tranh đầu tiên, con quan sát các con thấy đây chính là một nụ hoa hồng vừa mới chấm nở đúng không? Cô có từ bên dưới như sau. Ở đây cô viết mất cột phụ âm đứng trước rồi. Vậy các con hãy điền cho cô N hay L vào chỗ chấm đấy. Con đã có đáp án của mình chưa? Chúng ta hãy cùng quan sát đáp án của cô để chúng ta so sánh với bài làm của mình nhé. À, ở đây đáp án đúng là chúng ta sẽ điền N, nụ hoa. Cô bức tranh thứ hai, đây là hình ảnh một con cò đang bay. Vậy cô có câu sau. Con cò bay chấm chấm chấm, bay chấm chấm chấm. Các con hãy điền cho cô vào dấu ba chấm này nhé. Con đã làm xong bài của mình chưa? Bây giờ các con hãy cùng so sánh với bài của cô nhé. Đáp án đúng của cô là chúng ta điền L. Đáp án thứ hai cũng là L. Con cò bay là bay là. Rồi các con đã làm bài rất là tốt. Cho bài tập này chúng ta phân biệt hai âm
âm n và âm n chúng ta hay làm bài sai do các lỗi mà chúng ta phát âm. Chúng ta sẽ sang bài tập thứ hai nhé. Bài tập số 2 là chúng ta điền dấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ in nghiêng. Còn chú ý là chúng ta chỉ điền trên những chữ nào in nghiêng thôi nhé. Cô cũng có những bức tranh sau. Tranh thứ nhất, các con dễ dàng phát hiện ra đây là một cuốn vở mà chúng ta sử dụng hàng ngày trên lớp đúng không nào? Cô có từ sau. Con thấy ở đây chữ in nghiêng này thiếu mất dấu. Vậy bây giờ con sẽ điền cho cô. Con, bạn nào đã có kết quả của mình rồi? À, chúng ta sẽ điền dấu hỏi quyển vở. Hình ảnh thứ hai, cái hình ảnh này chắc là nhiều bạn chưa hình dung ra đây là cái gì đúng không? Đây là hình ảnh của một chõ xôi. Cô có từ sau, các con nhìn đây, con cho cô biết chúng ta sẽ điền dấu gì. À, rất chính xác, chúng ta sẽ điền dấu ngã trên chữ chõ. Chõ nhỉ, chõ xôi. Cô có hình ảnh thứ ba. À, đây là hình ảnh của một tổ chim và cô có một từ sau. Các con hãy điền cho cô dấu hỏi hay dấu ngã. Các bạn làm rất là tốt. Đây là từ tổ chim nên chúng ta sẽ điền dấu hỏi trên chữ tổ. Chúng ta cùng đọc lại. Quyển vở, chõ xôi, tổ chim. Còn chú ý phân biệt hai dấu thanh, đó là dấu hỏi và dấu ngã để chúng ta viết cho thật chính xác nhé. Vậy là chúng ta đã vừa làm xong các bài tập. Các con lưu ý là chúng ta sẽ có một phiếu luyện tập ở sau bài học ngày hôm nay. Các con hãy nhờ ba mẹ in giúp để chúng ta làm. Phiếu ngày hôm nay gồm có hai bài tập thôi các con. Bài thứ nhất đó là bài nhìn viết, chúng ta sẽ nhìn viết lại cho cô bài tặng cháu mà cô vừa hướng dẫn các con vào những dòng kẻ đi này nhé. Các con chú ý là viết thật cẩn thận và chính xác để chúng ta viết đúng độ cao độ rộng của các con chữ. Bài 2 có hai phần A và B. Rồi cô đã hướng dẫn các con làm rồi. Các con sẽ hoàn thành cho cô bài tập này, sau đó sẽ nhờ ba mẹ chụp hình lại và gửi qua Zalo để cô kiểm tra bài cho các con nhé. Sau khi con học xong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô bài tập đọc cái nhãn vở sách tiếng Việt 1 tập 2 trang 52. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các con và hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.